Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, đến nay tất cả các mẫu xét nghiệm của người dân thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, cũng như các trường hợp liên quan đến ca bệnh 2899, 2912 và 2913 đều có kết quả âm tính lần một. Trong những ngày vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên tập trung lực lượng triển khai nhanh việc lấy mẫu diện rộng toàn bộ khu vực phong tỏa thôn Hoàng Xá, cũng như tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2899 ở tỉnh Hà Nam, cùng hai bệnh nhân 2912 và 2913 ở thôn Hoàng Xá. Đến đêm ngày 1 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên thông báo tất cả 1.346 mẫu của huyện Phù Cử đều có kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó có 34 trường hợp F1. Trong 14 ngày mà phong tỏa ở đấy, chúng tôi tiếp tục lấy ít nhất là phải 2 đến 3 lượt nữa. Thế và hết cái thời gian 14 ngày phong tỏa và 3 lần xét nghiệm âm tính thì lúc đó chúng ta mới được gọi là khống chế hoàn toàn được cái ổ dịch này. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay, tỉnh Hưng Yên lấy 1.442 mẫu xét nghiệm. Ngoài 2 ca dương tính ở huyện Phù Cử, còn lại tất cả đều cho kết quả âm tính.